สวัสดีครับผมชื่อฟังหูมาสเตอรี่ครับไก่ตือครับไก่ตือค่าเออคุ้ยเกาน้องคงฉี่เทียนก็สื่อเลยสื่อมาก่อนคนเบียดเสือนามาดื้อเนาะผมชอบประเทศไทยมีแฟนยังครับมอเงินก็เถื่อนน้องในหงเนี่ยสวัสดีครับซินชาวตักกะมอเงินมินลากวางหูมาสเตอรี่ชาวมังตักกะมอเงินเดินไปชื่นชินทิ้งท้ายฟุ้ยเทชื่นชินหกทิ้งท้ายเกอร์บาทฟุ้ยหยดคงไทยสาวเงียบซื่อมาสเตอรี่và Hùng sẽ bắt đầu với những từ cơ bản trước nhé. Hùng ví dụ như là khi mà chúng ta gặp một người bạn ở Thái thì thường là chúng ta hay chào là sawasdee krap, sawasdee kha. Nhưng mà ngoài ra thì có rất là nhiều câu để mà chúng ta có thể chào hỏi và giới thiệu bản thân nữa. Hùng ví dụ như là sawasdee mai krap, phom chư quang hùng masterdee krap. Ví dụ bạn nào là tên Nhi đi, phom chư Nhi krap. Hùng ví dụ như vậy. ผมอายุ23พี่ครับแกตื่น23ก็เงี้ยล่ะโซ23อือตัวนําใน23ตัวผมเพ่งคนเวียดนามครับผมชอบประเทศไทยผมอยากเรียนภาษาไทยครับเข้าได้ให้นะมีแฟนยังครับฟันดีนะครับ mọi người có thể luyện nói thay Hùng nha và Hùng nghĩ là sẽ có nhiều bạn thắc mắc là tại vì saoCó nhiều người lại nói là sao bạn đi khắp và có nhiều người nói là sao bạn đi kha và cũng có người nói là sao bạn đi cha. Trước kia thì Hùng cũng thắc mắc như vậy, nhưng sau một hồi mà Hùng biết thì là cái từ khắp và cái từ kha ở cuối câu á, nó không chỉ thể hiện cái sự lịch sự mà còn phân biệt giữa nam và nữ nữa. Hùng ví dụ như là Hùng là nam đi thì Hùng sẽ dùng cuối câu là khắp, còn nếu mà đối với nữ thì sẽ dùng là kha, còn đối với lại một mối quan hệ mà thân thiết ấy thì có thể làdùng là sawasdee sawasdee có thể dùng là cha. Và trong tiếng Thái cũng có một cái khá là giống tiếng Việt, đó là cái đại từ nhân xưng. Giống ví dụ Hùng là nam đi thì Hùng sẽ xưng Hùng là phổm, phổm có nghĩa là tôi. Nữ thì sẽ xưng là chẳng, chẳng. Còn ví dụ mà mình gặp một người lớn tuổi hơn mình đi thì Hùng sẽ gọi người ấy là pi, một người anh hay là một người chị chẳng hạn thì Hùng sẽ gọi là pi, pi.Còn nhỏ tuổi hơn thì Hùng sẽ gọi là nó. Bạn bè thì mình sẽ gọi là rao. Đấy, Hùng nghĩ là cũng khá là giống tiếng Việt đúng không ạ? Tại vì khi mà Hùng biết được cái này thì Hùng cảm thấy cũng khá là giống tiếng Việt. Vì trong tiếng Việt của mình cũng có nhiều cách xưng khác nhau. Mọi người thấy sao với buổi học đầu tiên của chương trình Tiếng Thái Vui Thế ngày hôm nay ạ? Hùng hy vọng mọi người sẽ thích nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Sawasdee krap.